Mười Khối TV xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Một cái nguồn tin mới nhất mà Mười Khối TV vừa nhận được từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, đó là công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai bảo mẫu tại mái ấm Hoa Hồng để điều tra làm rõ về hành vi hành hạ người khác. Cụ thể thì hai bảo mẫu này tên gì thì Mười Khối TV sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị và các bạn nghe nha. Kính thưa quý vị, thì trong chiều hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo vụ nhiều trẻ em tại mái ấm Hoa Hồng trên đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12 bị các bảo mẫu hành hạ. Ngày 4 tháng 9, ngay sau khi tiếp nhận cái nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên về sự việc một số bảo mẫu tại mái ấm Hoa Hồng trên đường Tô Ký, khu phố 12, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã có những cái hành vi đánh đập, ngược đãi đối với các cháu bé đang được nuôi dưỡng tại nhóm trẻ này. Thì ngay sau đó thì đồng chí giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự công an quận 12 khẩn trương kiểm tra xác minh nguồn tin, phối hợp với chính quyền địa phương để tổ chức kiểm tra trực tiếp tại cái mái ấm Hoa Hồng này. Thì qua kiểm tra thì bước đầu cơ quan điều tra xác định cơ sở bảo trợ xã hội mái ấm Hoa Hồng được Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận 12 cấp phép hoạt động từ tháng 7 năm 2023 đến nay. Đó, có nghĩa là mới hoạt động chỉ chừng được khoảng hơn năm thôi mọi người. Và cái cơ sở này do bà Giáp Thị Song Hương, đó, sinh năm 1974, đó, ngụ phường 6 quận Gò Vấp, là người đại diện pháp luật và trực tiếp quản lý cái cơ sở này. Đồng thời, tại cái cơ sở này có 12 nhân viên bảo mẫu và 2 nhân viên lái xe. Đó, 12 bảo mẫu và 2 nhân viên lái xe. Tuy nhiên thì tại cái thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ập vào kiểm tra thì nơi đây có 86 cháu bé thuộc diện trẻ mồ côi. Đó, các bé từ 2 tháng đến 3 tuổi đang được nuôi dưỡng tại cơ sở. Đó, như vậy thì cái số lượng như vậy thì cái số lượng trẻ vượt quá số cấp phép là 47 trẻ. Thì trước tình hình trên thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với chính quyền địa phương và các sở ngành có liên quan để khẩn trương bố trí cho 86 trẻ vào cơ sở bảo trợ xã hội của thành phố để được thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu và tiếp tục nuôi dưỡng. Đồng thời, xét tính chất vụ việc được dư luận xã hội quan tâm, hành vi của những đối tượng này trong vụ việc cần được điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm, triệt để theo đúng quy định của pháp luật. Thì các bạn biết không, ngay trong ngày 5 tháng 9, đồng chí Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hồ sơ vụ việc để tập trung điều tra làm rõ. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra cũng khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ và áp dụng các biện pháp điều tra theo quy định. Thì đến thời điểm hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã có đầy đủ chứng cứ và cơ sở pháp lý vững chắc để xác định bà Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, sinh năm 1978, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, và bà Diệp Ngọc Tuyền, sinh năm 1977, ngụ huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, đã có nhiều lần đánh vào cơ thể của một số cháu bé trong mái ấm. Và ngay sau đó, ngày 6 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và bà Diệp Thị Ngọc Tuyền về tội hành hạ người khác theo điều 140 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi của một số đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, rà soát làm rõ những sơ hở, thiếu sót trong quá trình quản lý của các cơ sở bảo trợ xã hội để kiến nghị các cơ quan tổ chức có liên quan khẩn trương khắc phục, không để xảy ra vụ việc tương tự. Đó, thì các bạn biết không? Căn cứ theo quy định tài khoản 3 điều 6 luật trẻ em 2016, hành vi bạo lực trẻ em
được xem là một trong những hành vi vi phạm pháp luật và nghiêm cấm dưới mọi hình thức. Đó. Các bạn biết không, trẻ em á là cái đối tượng được quan tâm nhiều nhất trong xã hội các bạn. Tại vì trẻ em đó, từ vài tháng tuổi đến vài tuổi các bạn, thì đó là cái độ tuổi là các em chưa nhận thức được nhiều và các em là không có cái khả năng để tự bảo vệ bản thân mình trước bất kỳ một cái mối đe dọa nào. Nên mọi cái hành vi xâm hại, đánh đập, bạo hành trẻ em đó là cái hành vi đê hèn, và những hành vi này là vi phạm pháp luật và sẽ bị pháp luật trừng trị nếu có người vi phạm. Trường hợp có hành vi vi phạm, người thực hiện hành vi cùng với người giúp sức sẽ bị xử lý theo các chế tài tương ứng. Thì các bạn biết không, qua trao đổi với một số luật sư thì mình khó cũng làm rõ ra cái mức phạt đối với các hành vi này. Cụ thể thì theo quy định tại khoản 1 điều 22 nghị định 130 năm 2021 NĐ-CP, người thực hiện và người giúp sức cho các hành vi bạo lực trẻ em có thể bị phạt tù, phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng, đồng thời phải chịu tất cả các chi phí để khám chữa bệnh cho trẻ nếu phát sinh trên thực tế. Trong trường hợp hành vi bạo hành này gây tổn hại nghiêm trọng sức khỏe cho trẻ em thì người thực hiện các hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Thì cái tội danh này được quy định tại điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. Đối với những người tham gia giúp sức, những người này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh nêu trên với vai trò là đồng phạm. Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù với mức hình phạt thấp nhất từ 6 tháng trở lên. Trong trường hợp những người có hành vi cố ý gây thương tích, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì có thể áp dụng mức phạt tù tối đa lên đến chung thân. Đó, các bạn biết không? Như vậy á thì cái điều luật mà bảo vệ trẻ em trong luật pháp quy định rất là rõ. Nếu như mà cố ý gây thương tích và gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể dẫn đến chết người á, thì cái người mà gây ra cái vụ việc này có thể bị phạt tù tối đa lên đến chung thân. Thì liệu rằng đối với hai cái vị bổ mẫu đó là Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền, thì hai bổ mẫu này đó, cơ quan điều tra đã xác định là đã đánh đập các bé nhiều lần trong cái thời gian mà làm thiện nguyện, làm bổ mẫu tại đây. Và đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt giam. Thực sự các bạn biết không, khi mà tại trung tâm này có 12 người nhưng mà công an mới bắt 2 người thì đó là kết quả điều tra từ công an. Đó, có lẽ là công an đã điều tra và lấy lời khai các nhân chứng và xác định rõ là ai là người vi phạm và bắt xét xử đúng người đúng tội theo quy định của pháp luật nha mọi người. Mình rất vui tại vì trong cái vụ này nếu như mà phóng viên báo Thanh Niên mà không phơi bày ra cái vụ việc này thì có lẽ là không biết các em phải sống trong những năm sắp tới như thế nào đây. Đó, có lẽ là các em sẽ bị những cái bộ mẫu này hành hạ, đánh đập chẳng khác gì một cái địa ngục trần gian mọi người. Đó. Ngoài ra thì qua cái phóng sự của báo Thanh Niên á, mình thấy được là những cái tiền, rất là nhiều tiền đó, và quà của Mạnh Thường Quân từ các nơi mà đem đến mà ủng hộ cho cái mái ấm hoa hồng này á, thì đều bị bà Giáp Thị Song Hương là chiếm đoạt hết mọi người. Ngoài cái việc chiếm đoạt tiền thì bà ta còn đem những cái vật phẩm như là sữa nè, tả nè, đó, bỉm tả nè, đáng lẽ là các bé là được hưởng thụ, tuy nhiên thì bà ta đã đem những cái sữa và bỉm này để bán. Thì không biết là sắp tới cơ quan điều tra có mở rộng và tiếp tục xử lý cái bà này về cái hành vi là lợi dụng từ thiện để quyên góp, lợi dụng để quyên góp tiền từ thiện để sử dụng vào mục đích riêng không mọi người. Thì có lẽ là trong cái thời gian tới thì cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ ra những cái yếu tố này. Thực sự mình không hiểu nổi các bạn. Đó. Trong cái thời gian vừa qua khi mà các bé sống ở tại cái mái ấm này thì
Mỗi lần mà đưa cái hình ảnh gì lên mạng xã hội hoặc là lên truyền thông á, thì bà Hương này bà chọn những hình ảnh mà đẹp nhất đó, những hình ảnh mà thương yêu và chăm lo cho các em nhất để đưa lên, để lấy cái lòng thương của mọi người, lấy lòng thương, lòng từ thiện của mọi người, sau đó thì kêu gọi quyên góp đó, tiền để giúp bà ta làm giàu một cách bất chính đó mọi người, trong khi các em thì bị đối xử một cách tệ bạc luôn. Thì hiện tại 86 em đã được chia ra làm 3 nơi ở, đó là trung tâm bảo trợ nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Tâm Bình ở thành phố Thủ Đức, trung tâm thứ hai đó là làng thiếu niên Thủ Đức, và trung tâm thứ ba là trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em quận Gò Vấp. Thì các em đã được đưa về những nơi này ở trong cái thời gian từ chiều ngày 5 tháng 9 đó mọi người. Đó, ngày 5 tháng 9. Nên hiện tại thì các em cũng đã ổn định cuộc sống rồi mọi người. Đó, và các em cũng đã ổn định cái tâm lý rồi. Thật sự khi mà Mười Khói TV đến với các mái ấm này nhìn các em thì rất là ngây thơ và tội nghiệp luôn mọi người. Từ khi mà sinh ra đời á, thì các em đã không gặp may mắn rồi. Đó, các em đã bị chính những người cha, người mẹ của mình sinh ra và vứt bỏ ở ngoài đường hoặc là vào các mái ấm như vậy. Thì tại đây thì những cái bổ mẫu thì mới chăm sóc các em. Tuy nhiên không phải bổ mẫu nào cũng tốt nha mọi người. Đó, trong số 12 bổ mẫu tại cái mái ấm Hoa Hồng á, thì có hai bổ mẫu là thường xuyên đánh đập và bạo hành các em một cách là dã man luôn. Đó, khi mà nhìn vào hình ảnh đó thì không ai có thể kìm lòng được. Đó, trẻ em thì nó đâu có biết gì đâu mọi người, đặc biệt á là cái theo nghiên cứu từ khoa học á, nếu như một đứa trẻ mà nó thông minh á, thì nó sẽ có hành vi là hiếu động, rất là hiếu động luôn đó. Nhưng mà trước sự hiếu động đó thì những cái đứa trẻ này phải bị ăn những cái đòn roi, những cái trận đánh nhớ đời. Không chỉ mà đánh đâu mọi người, mà qua cái clip phóng sự của báo Thanh Niên á, thì mình còn thấy một điều á, là có bé còn bị nhắn nước nữa mọi người. Đó, bé nào mà không nghe lời là cái những cái vị bảo mẫu này mới cầm cái đầu của em bé mà nhặn xuống nước để cho biết sợ mọi người. Đó, thực sự cái hành vi này là vô cùng căm phẫn và vô cùng phẫn nộ luôn đó mọi người. Đó, nói chung là cái vụ việc này dần dần cũng đi đến hồi kết rồi mọi người. Đó, thì đối với hai vị bảo mẫu mà bị khởi tố này, đó, chắc có lẽ là sẽ bị phạt tù mấy năm thôi. Nhưng mà mình nghĩ với trường hợp này sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả các trung tâm nuôi trẻ mồ côi trên địa bàn cả nước. Đó, khi mà nhìn vào cái vụ việc này thì có thể tỉnh táo và nhận ra rằng đó, trẻ em là một thành phần luôn được pháp luật bảo vệ và luôn được xã hội quan tâm, nên không được thực hiện các hành vi gì xâm hại đến trẻ em một cách dù là nhỏ nhất, vì đó là cái hành vi vi phạm và những người vi phạm sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng nha mọi người. Đó, theo các anh luật sư Mười Khói TV tìm hiểu thì các anh luật sư đã nói là cái hành vi của hai bộ mẫu này có thể bị phạt tù từ 3 năm, đó, phạt tù không giam giữ đến 3 năm hoặc từ là hoặc là phạt tù từ 6 tháng trở lên. Còn đối với hành vi mà cố ý gây thương tích và gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì có thể phạt tù lên đến chung thân. Nhưng mà mình nghĩ là hai bộ mẫu này chưa gây ra cái hậu quả nghiêm trọng gì đó mọi người. Có bạn biết là nghiêm trọng là sao không? Nghiêm trọng là khi mà thực hiện cái hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người đó, thì đó mới là cái hành vi đặc biệt nghiêm trọng, thì sẽ bị phạt tù tối đa lên đến chung thân hoặc là tử hình luôn. Nhưng mà cái vụ việc ở mái ấm Hoa Hồng này chỉ dừng lại là gây thương tích và gây bất ổn tâm lý cho các em, thì mình nghĩ là hai vị bảo mẫu này có thể bị phạt tù từ tháo ít nhất từ 6 tháng trở lên, có thể là từ vài năm tù trở lên đúng không ạ? Đó, vài năm tù trở lên. Và đây là một cái bản án thì mình nghe mình nghĩ nó cũng thích đáng rồi, vì pháp luật chúng ta luôn răn đe và giáo dục mọi người chấp hành theo đúng theo quy định của pháp luật. Nói chung là Mười Khói TV cũng theo cái vụ việc này mấy ngày rồi, và Mười Khói TV cũng luôn cập nhật những thông tin mới nhất cũng như là hình ảnh mới nhất của các bé tại các trung tâm
tại cái trung tâm mà được các bé được đưa về mọi người.